Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia trên này góp nhận 100 token có ký hiệu là BSTN các anh em. Để tham gia giang hôm nay tất cả anh em click phần link mô tả dưới video của mình nhé. Mở cái Telegram của mình và bấm start dashboard nè. Một token BSTN này có giá có khoảng 0.5 USDT, bấm chỗ này drop. Màn ra quá lag các bạn ơi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh group kinh seller người ta các bạn. Quá lát. Bạn rồi thì em chat mà mới đắp lên. Rồi tiếp tục con cho anh group kinh seller, follow kinh seller nữa nè. Tiếp tục mà mới đắp lên nè. Tiếp tục cũng follow tại Twitter và Revis và bên Revis và bên bot nè mà. Tại Twitter thì các bạn theo dõi nè. Like và tweet là bài viết của nó nghe ta các bạn. Bài đầu tiên bạn test lại nè. Rồi tất cả các bạn mới đắp lên các bạn. Đây thì mình xuống thông tin mình coi. Bạn like như thế này. Rồi bạn mới đắp lên. Minimum thì các bạn nhấp vào đây follow các bạn. Không cần phát IP dán follow bình thường. Rồi bạn follow xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi bạn bấm submit detail các bạn. Done. Tiếp tục thì các bạn gửi lượng link vào profile Twitter của mình. Mình thì mình có cái video hướng dẫn các bạn, hướng dẫn lấy username Twitter các bạn. Bạn nào chưa biết thì xem video mình các bạn. Twitter thì các bạn copy Twitter của mình lên nè. Copy link Twitter bạn gửi lên nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Bạn gửi tại Twitter cho bot nè bạn. Tiếp tục thì gửi đường link profile minimum các bạn. Thì các bạn vào trang của tôi đi, copy dòng link minimum mà mình hướng dẫn các bạn rồi đó các bạn. Copy đi. Gửi cho bot. Tại minimum nó chậm đó các bạn, mình không vừa hướng dẫn các bạn khó mà hướng dẫn cho tất cả các bạn được. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain, các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên ví chocolate nha các bạn. Thì các bạn cập nhật BNB Smart Chain vào nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Smart Chain BNB hoặc địa chỉ ETH trên ví chocolate nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục bấm Done. Bấm Set. Rồi bấm Started. Rồi đây là cái tài khoản của mình nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.